năm gia đình doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam. Anh em Chủ tịch Trần Kim Thành và Tổng Giám đốc Kido Trần Lệ Nguyên. Tại tập đoàn Kido, hai nhà sáng lập là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Kim Thành cùng em trai Tổng Giám đốc Trần Lệ Nguyên và các thành viên trong gia đình đang nắm giữ tỷ lệ sở hữu lớn nhất. Là người lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp, nhưng ông Thành chỉ đứng tên trực tiếp 0,1% cổ phần Kido. Tuy nhiên, hai pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Kido và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên PPK do doanh nhân này làm chủ tịch đều là cổ đông lớn tại tập đoàn Kido khi nắm giữ tổng cộng 18,4% cổ phần. Tỷ lệ sở hữu trực tiếp của bà Vương Bửu Linh, vợ ông Trần Kim Thành tại Kido cũng chỉ là 1%. Tương tự chồng, bà Linh thông qua pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Vinh Linh quản lý thêm 5,3% cổ phần tập đoàn gia đình. Bà hiện là thành viên hội đồng quản trị Kido. Khác với anh trai, CEO Trần Lệ Nguyên trực tiếp nắm giữ 15% cổ phần công ty, là cổ đông lớn nhất của Kido và không sở hữu gián tiếp thông qua các pháp nhân doanh nghiệp khác. Nhưng đây mới chỉ là những cổ đông lớn liên quan gia tộc họ Trần ở Kido. Nhiều thành viên trong gia đình ông Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên còn sở hữu trực tiếp và gián tiếp dưới 5% vốn tập đoàn. Gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cùng vợ và các con của mình được đông đảo công chúng biết đến với hình ảnh một gia đình doanh nhân giàu sang. Với việc tạo dựng tập đoàn Liên Thái Bình Dương, MS Pan Pacific Group, ông Jonathan Hạnh Nguyễn hiện đang nắm giữ lên đến 70% thị phần hàng hiệu ở Việt Nam. Hai người phụ nữ làm dâu trong gia đình này, bà Lê Hồng Thủy Tiên và diễn viên Tăng Thanh Hà cũng từng là những nữ diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Việt. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn có hai người chị gái cũng nắm trong tay những cơ nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị. Đó là bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, bà chủ siêu thị Citymark và bà Nguyễn Ánh Hồng, bà chủ siêu thị Maximark. Chuỗi Maximark của bà Ánh Hồng không phát triển mạnh về số lượng, chỉ có hai trung tâm ở Sài Gòn, một ở Cần Thơ, một ở Nha Trang và một ở Cam Ranh. Nhưng với hướng đi khác biệt, khách hàng mục tiêu của Maximark hướng đến là tầng lớp tiêu dùng trung lưu. Là người quản lý hơn 1.000 nhân viên cùng hơn 30.000 mặt hàng từ thực phẩm đến phi thực phẩm, bà Ánh Hồng trực tiếp tuyển dụng và đích thân lựa chọn đánh giá hàng hóa trên toàn hệ thống siêu thị. Khác với cô em gái Ánh Hồng, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, chủ siêu thị Citymark lại có những cách đi táo bạo và mạnh mẽ hơn trong nghiệp kinh doanh siêu thị kéo dài ngót nghét 20 năm của mình. Kể từ khi mở siêu thị Citymark đầu tiên trên đường Nguyễn Văn Cừ, đến nay, hệ thống của bà đã nhân rộng hoạt động tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Kiên Giang, Bình Dương với doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm. Đỗ Gia, đại gia đình nổi tiếng ba đời làm doanh nhân. Cụ Đỗ Thế Sử sinh năm 1923, vốn là tổng biên tập báo Sơn Tây những năm 1955-1958, nhưng hoàn cảnh gia đình đông con cùng với niềm đam mê kinh doanh khiến cụ nghỉ chức tổng biên tập ra thành lập hợp tác xã Tiến Hưng. Cụ Đỗ Thế Sử có 11 người con là giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân, doanh nhân nổi tiếng. Con cả của cụ Sử là đại tá, kỹ sư Đỗ Thái Tùng. Con thứ hai của cụ là giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đỗ Tất Cường, cựu phó giám đốc Bệnh viện 103, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Con thứ ba của cụ Sử là Đỗ Minh Phú, người gây dựng nên tập đoàn Doji. Những người con tiếp theo của cụ Sử có thể kể đến là Đỗ Anh Tú, là em trai thứ sáu, hiện là tổng giám đốc Diana và phó chủ tịch hội đồng quản trị của TP Bank. Ông Đỗ Quốc Bình, chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội. Ông Đỗ Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty xây dựng lò hơi và các thiết bị nhiệt. Ông Đỗ Khôi Nguyên, tiến sĩ luật, luật sư thuộc ngành sở hữu trí tuệ ở Mỹ. Bà Đỗ Xuân Mai, điều hành công ty Dream Global. Bà Đỗ Kim Dung, giám đốc công ty sản xuất ống nhựa cho các công ty sữa. Trong 11 người con, ông Phú được cụ Sử đánh giá là người thông minh nhất.
và ông cũng là người làm rạng danh nghiệp kinh doanh của gia đình với việc thành lập tập đoàn vàng bạc đá quý Doji chuyên kinh doanh trang sức. Trước đó, hai anh em ông Phú và ông Tú chính là người tạo dựng thành công thương hiệu Diana trước khi bán cho tập đoàn Unicharm của Nhật Bản vào năm 2011. Năm 1997, người Việt chưa có thói quen dùng băng vệ sinh, cũng là lúc hai anh em ông Phú thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển kỹ thuật Việt Ý. Sau này đổi tên thành công ty cổ phần Diana, chuyên sản xuất kinh doanh băng vệ sinh. Đến năm 2003, công ty này sản xuất thêm tã trẻ em thương hiệu Barbie. Năm 2008, Diana sản xuất thành công tã giấy dành cho người già Karin, xây dựng nhà máy sản xuất giấy tissue Diana. Năm 2011, khi Diana đang thành công, anh em ông Phú quyết định bán lại 95% công ty cổ phần Diana cho tập đoàn gia dụng Nhật Bản Unicharm. Theo một số nguồn tin, thương vụ này có giá trị từ 180 đến 200 triệu đô la Mỹ. Ông Phú cho biết, Unicharm là một tập đoàn đa quốc gia, hoạt động rộng khắp thế giới, lại cùng lĩnh vực kinh doanh mà Diana đang hoạt động, nên sự hợp tác này sẽ như một cánh tay nối dài giúp Diana có thêm sức mạnh để phát triển sản phẩm. Với khoản tiền khổng lồ này, tập đoàn Doji và những người có liên quan mua lại 20% cổ phần tại Tiên Phong Bank và sau đổi tên thành TP Bank. Ông Phú và ông Tú hiện giữ chức chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị tại ngân hàng này. Đầu năm 2012, Doji cũng thông báo mua lại và nắm giữ 65% cổ phần công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Sài Gòn, Artex Sài Gòn. Ông Phú được bầu vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Về tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, vốn tiền thân là công ty phát triển công nghệ và thương mại TTD, thành lập năm 1994 khi ông Phú quyết định bỏ công việc lương cao với chức vụ giám đốc công ty liên doanh. Bên cạnh hoạt động cốt lõi là sản xuất kinh doanh trang sức, Doji còn tham gia vào bất động sản, tài chính ngân hàng và chuỗi dịch vụ cao cấp. Doanh thu của tập đoàn này năm 2014 đạt 40.000 tỷ đồng, gấp hơn 40 lần chỉ sau 7 năm. Hiện tại, tập đoàn Doji có 7 công ty thành viên hoạt động theo mô hình công ty mẹ, con và 6 công ty liên kết góp vốn. Gia đình họ Đặng, Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm, Đặng Thị Hoàng Phượng. Gia đình họ Đặng là một hiện tượng của nền kinh tế Việt Nam khi nằm trong top những gia đình sở hữu tài sản nhiều nhất và từng có hai phụ nữ dẫn đầu danh sách 30 phụ nữ giàu nhất nước. Chị cả của gia đình họ Đặng là bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Tân Tạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Tân Tạo, Chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ. Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã được nhận nhiều giải thưởng và bằng khen như Giải thưởng Nhân văn 2011 của Ủy ban Hữu nghị thành phố San Francisco và thành phố Hồ Chí Minh, Giải thưởng Siêu sao Kinh doanh, Giải thưởng Bông hồng vàng và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Em trai bà Yến, ông Đặng Thành Tâm, được xếp hạng là người giàu nhất ở Việt Nam năm 2007 và giàu thứ ba Việt Nam năm 2008, 2009 và 2010. Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc các công ty như Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn. Ngoài công việc kinh doanh, ông Đặng Thành Tâm còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bình Chánh khóa 8, đại biểu Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông là doanh nhân ngoại quốc doanh đầu tiên nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Em gái của ông Đặng Thành Tâm là bà Đặng Thị Hoàng Phượng, từng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Bà Trương Thị Thanh Thanh và em trai Trương Gia Bình. Nếu như 8 trên 10 anh em nhà Bảo Đức đều nắm giữ lượng cổ phần nhất định tại Hoàng Anh Gia Lai, thì đối với gia đình 7 anh chị em của ông Trương Gia Bình, sự bành trướng của nhà họ Trương ở FPT có phần thu hẹp hơn về quy mô. Ông Trương Gia Bình là thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của FPT. Ông được xem như là linh hồn, là người tập hợp lực lượng và là một chiến lược gia,
với những định hướng chiến lược quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của FPT trong suốt hơn 30 năm. Ông Bình sinh năm 1956, là con trai út trong gia đình có 3 anh trai và 3 chị gái. Luận theo tử vi khoa học, những người sinh năm Bính Thân thường là những người có trí tuệ, đầu óc nhanh nhạy và cả sự hài hước. Họ luôn hào phóng, khéo léo và tinh tế trong tâm trí. Bên cạnh đó, họ còn là những người có ý tưởng cao cả và thích phiêu lưu, vì vậy họ rất thích hợp làm chủ doanh nghiệp. Khác với 10 anh em nhà Bảo Đức, khi phần lớn anh chị em đều sở hữu lượng lớn cổ phiếu HAG, thì gia đình ông Bình, ngoài ông ra chỉ có một người chị gái là bà Trương Thị Thanh Thanh có cổ phần tại FPT. Bà Trương Thị Thanh Thanh còn được biết đến với vai trò là mẹ chồng của Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm.